là ai trong vô thỉ? Ta từ đâu đến chốn này? Ở chốn này ta khổ hay vui? Khổ như thế nào? Và khổ đến bao giờ? Còn vui sướng thì được bao lâu? Vô số câu hỏi sao cứ tuôn trào trong con người này, trong trí não này. Tại sao thế? Không ai trả lời dùm cho ta đâu, mà chỉ có chính ta mới giải đáp xác thực được nó. Vì thế, tôi không cần hỏi nữa. Tôi chỉ muốn trả lời, và tôi sẽ dừng lại nhịp sống lao xao mà bấy lâu nay tự tôi làm xáo trộn, tự tôi để tâm thức mình lăng xăng và quay cuồng ô nhiễm. Tôi phải tự mình suy nghiệm, phải tự mình quay về với chân lý rỗng không, nơi tự tánh vốn trong sạch, vốn thanh tịnh như thế. Cho dù muôn vàng dấu chấm hỏi của cuộc đời có khó khăn đến cỡ nào, thì không còn là rào cản hay trở ngại nữa. Và câu trả lời chỉ đơn giản là tỉnh giác. Sống con người cứ lao xao, vinh nhục khổ đau chồng chất vào, ngã mạn sắc tài càng vun vén, dồn nén chẳng ngừng vọng tưởng nương, thân pháp vô thường có gì vương, tịnh giác mau buông sống an thường, không sanh không diệt tây phương đó, thấu rõ Phật tâm đoạn nào. Con loài điều thế ta cũng thế, đời mê vui ít nhiều xấu xa, niệm sân ý khởi tức niệm ta, ai hà núi dụng vượt thiết tư luân hồi kiếp đời qua, tịnh giác nhanh tu cõi ta bà, viễn thông trí huệ đền ơn ca, dòng không trơn tay dòng không trơn tay. Phật là ta, sống con người cứ lao xao, vinh nhục khổ đau chồng chất vào, ngã mạn sắc tài càng vun vén,
dồn nén chẳng ngừng vọng tưởng nương. Thân pháp vô thường có gì vương, tịnh giác mau buông sống an thường. Không sanh không diệt Tây phương đô, thấu rõ phận tâm đoạn nào phiền. Muôn loài hiểu thế ta cùng thế, đời mê vui ít nhiều xót xa. Niệm sân ý khởi tức niệm ta, ai hà núi dục vượt thiết tha. Sanh tử luân hồi kiếp đời qua, tịnh giác nhanh tu cõi ta bà. Viễn thông trí huệ đền ơn ca, dòng không chân tánh, dòng không chân tánh. Phật là ta, Phật là ta.